Tối qua ngày 13 tháng 7, tại số nhà 57 Phạm Như Tăng, đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang đối tượng Trần Minh Sĩ, 32 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Các trinh sát phát hiện trên người Sĩ có 80 viên thuốc lắc, 50 gram ma túy loại ketamin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sĩ tại một phòng trọ cũng trên đường Phạm Như Tăng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục phát hiện khoảng 8 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 20 gram, 20 viên ma túy loại hồng phiến, 5 viên thuốc lắc. Vốn làm nghề lái xe nhưng thường xuyên sa đà vào những buổi tụ tập ăn nhậu để có tiền tiêu xài, Sĩ nảy sinh ý định lấy ma túy về sử dụng và bán lại kiếm lời. Thủ đoạn của Sĩ rất tinh vi, thường tìm hiểu kỹ địa bàn, khảo sát các vị trí để giao bán ma túy. Hiện Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ án.